Chùa am đơn sơ vách liếp, mới xây cất lại vào năm 1976, nằm giữa khu rừng liễu thiền xanh tươi tràn đầy bóng mát. Chùa am ngày xưa chỉ là một túp lều tranh với một cốt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni do anh em Mục Đồng và ông Sơ chúng tôi khéo tay làm ra. Ngày nay, cốt tượng ấy đã bị giặc Pháp càn quét đập phá tan nát, làm mất một di chúc lịch sử thật đáng tiếc. Chùa am ngày nay là một cơ sở tu học dạy theo đúng những lời Đức Phật. Vì thế, nó có 8 lớp học đạo đức để đào tạo những con người hữu duyên từ phàm phu trở thành những bậc thánh nhân. Tâm những bậc này luôn luôn bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Chùa am ngày nay là một cơ sở giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo, sống không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Nên nó được xây dựng kiên cố, ngăn nắp, sạch đẹp, vệ sinh theo kiến trúc khoa học tân tiến. Với việc làm này là để bảo vệ một di tích lịch sử lâu đời. Chùa am ngày nay muốn làm được như vậy thì phải có nhiều nhân sự cùng chung nhau một chí hướng, một ý chí sắt đá, gặp khó khăn gian nan không chùn bước thì mới mong làm một việc vĩ đại này. Chùa am có một chiều dài lịch sử hơn 200 năm, từ khởi thủy đến phát triển để trở thành một tu viện chân như sầm uất rộng lớn như ngày hôm nay. Chùa am có 260 ngôi nhà lớn nhỏ, một cảnh quan tu hành yên tịnh, có rừng cây mát mẻ, có đường đi lối lại sạch đẹp khắp nơi trong chùa am, giống như một công viên, nhưng nó không phải công viên, vì công viên là nơi vui chơi giải trí cho những người vô công rảnh việc, còn chùa am là nơi học tập đạo đức, rèn luyện nghị lực để trở thành những người tốt cho xã hội. Chùa am cũng là nơi huấn luyện, đào tạo những con người có nhân cách, có đạo đức, có đạo hạnh, nhất là có lòng nhân ái, biết yêu thương và tha thứ đối với mọi người, để làm cho cuộc sống được bình an, yên vui và mọi người không còn ai cãi cọ xung đột nhau nữa, để làm cho thế giới trở nên hòa bình, không còn chiến tranh. Điều quan trọng nhất là chùa am đào tạo những con người có ý chí kiên cường, dũng cảm gan dạ, quyết tâm rèn luyện ngày đêm để chiến đấu với giặc sinh tử luân hồi. Chúng đang từng phút, từng giờ, từng ngày dùng mọi chiến thuật, chiến lược để bắt loài người phải nô lệ chúng, muôn đời muôn kiếp. Nơi đây khởi sắc cho một nền văn hóa đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo, giúp mọi người sẽ sống không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Nhờ sống có đạo đức như vậy nên mọi người thường đem lòng yêu thương đến với mọi người, mọi loài vật và ngàn cây nội cỏ, đất đá núi sông. Một nền văn hóa đạo đức tuyệt vời mà từ lâu bị chôn vùi trong đống giáo lý của các tôn giáo ngoại đạo mê tín lạc hậu của Trung Quốc, khiến cho mọi người không ai biết đến nền văn hóa đạo đức này nữa. Vì thế, hôm nay nền đạo đức nhân bản nhân quả đã được chùa am dựng lại. Nó sẽ làm cho những tư tưởng cố chấp có thế giới siêu hình bị đổ vỡ và tan nát. Cái pháp như lý tác ý của đạo Phật rất là tuyệt vời. Đức Phật nói có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Thân chúng ta chưa bệnh bữa nay, nhưng ngày mai, ngày mốt nó sẽ bệnh mấy con. Nếu chúng ta không biết cách tu tập thì chúng ta không làm chủ được thân. Cho nên phải ráng nỗ lực tu tập, đừng chảnh mãn, đừng bỏ phí thời gian rất quý. Có thân người là có bệnh, mà có bệnh là có khổ. Có thân người là có tâm phiền não, giận hờn, thương ghét. Dù là thương chúng ta cũng khổ,
dù là ghét chúng ta cũng khổ, rồi giận hờn phiền não, tất cả mọi cái đều khổ hết. Nhưng pháp của Phật rất thực tế mấy con, để giúp chúng ta không còn giận hờn phiền não, không còn đau khổ nữa. Các con đọc lại trong 19 cái đề mục của định niệm hơi thở Đức Phật dạy. Khi tâm chúng ta đang có sân thì chúng ta quán ly sân, tôi biết tôi vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra 5 hơi thở. Như vậy mà tâm sân nó lại ly ra, nó lìa ra, nó làm chúng ta không còn giận hờn. Tại sao có những cái phương pháp rất là tuyệt vời mà tại sao chúng ta không tập? Bởi vì khi mà tu tập thì phải nhiếp tâm cho được, mà nhiếp tâm được thì mới an trú được. Một cái phương pháp rất là tuyệt vời. Hằng ngày nếu mà thân chúng ta chưa bệnh thì chúng ta sẽ tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con sẽ hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi tác ý, rồi hít vô thở ra 5 hơi thở. Tập như vậy khoảng 10 phút, khoảng 30 phút, rồi mấy con nghỉ, rồi rảnh rang mấy con tập trở lại. Và cứ tập như vậy thì thân mấy con sẽ không bị bệnh mấy con, sẽ không bị bệnh. Đó là phương pháp ngừa bệnh. Còn khi có bệnh thì mấy con quán mấy con sẽ dùng cái định niệm hơi thở, mấy con sẽ đuổi bệnh bằng cách mấy con mấy con quán ly cái bệnh của mình ra. Ví dụ như cái thân của mình bệnh cái gì, nhức cái đầu, thì mình sẽ tác ý các pháp đều vô thường, bệnh cũng là một vô thường, thân này sẽ không bệnh, nhức đầu sẽ hết. Thì các con sẽ tác ý như vậy, rồi các con sẽ nhắc câu an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Thì mấy con sẽ hít vô thở ra 5 hơi thở. Hít vô thở ra 5 hơi thở đó là gì? Đó là tập an trú trong hơi thở. Tập cái tâm của mình nhiếp vô hơi thở cho nó an trú, tức là trong thời gian mình hít vô thở ra, tức là mình không có niệm, không một cái vọng tưởng nào xen vô trong đó, gọi là nhiếp tâm và an trú. Để làm gì? Để cho nó đừng có phong trào chuyện kia. Cái ngồi lúc im lặng, cái buồn ngủ thì nó buồn ngủ nó bị si rồi, nó không còn tỉnh táo, nó không còn sáng suốt nữa. Cho nên chúng ta phải đi trên hành, chúng ta phải tập cái nó trong hành niệm, để thân đặt tay và chân, cho nên nó không còn, nó không còn ngủ. Mà chính thân đặt tay đặt chân mà cái lại, khi mà chúng ta, ví dụ như chúng ta đưa cái cánh tay này ra, thì trong khi đưa cái tay này ra như thế này thì có một niệm khẩu trong đầu chúng ta, thì cái tay khác đưa ra, thì cái tay khác đưa ra nó sẽ dập cái niệm đó liền. Chúng ta khỏi cần cái ứng diện cũng được, mà cũng không cần xả cái niệm, chỉ cần cái niệm, cái thân hành của chúng ta đưa ra. Và khi chúng ta đưa ra như thế này thì nó dập cái niệm đó rồi, thì nó lại có cái niệm khác. Thì lúc bây giờ chúng ta chỉ cần thu cái tay chúng ta lại, cái hành động thu cái tay chúng ta lại, thì cái hành động thu vô thì nó đã dập cái niệm kế đó. Mà khi mà chúng ta đưa vô dập cái niệm đó rồi thì nó lại có cỡ cái niệm khác, thì cái tay chúng ta đưa ra, chúng ta lại đưa vô, thì cái hành động này nó tiếp nó dập cái niệm đó. Cho nên vì vậy mà cứ theo hành động mà nó ăn nát tất cả những vọng tưởng. Cho nên đôi khi chúng ta nỗ lực siêng năng chúng ta tu tập thì nó sẽ cám nát tất cả những cái niệm trong đầu của chúng ta, mà cám nát tất cả những cái niệm trong đầu thì đó là nó dẹp tham sân si. Cái tham sân si cám nghĩ của chúng ta nó dẹp năm cái chuyện khác. Cho nên như ví dụ như mấy con thấy nó buồn ngủ, nó lừ lừ, mấy con cứ đi kinh hành đi. Bắt đầu mấy con đi dở chân lên nè, con dở bắt lên nè, từ giờ chân lên đưa chân tới nè, chân xuống nè, bắt xuống. Mà nếu mấy con niệm cái thân hành thì mấy con niệm nó thì nó không phải là như lý các tư. Các con lưu ý kỹ, cái ý của mấy con muốn dở quát lên thì đó là cái ý nó muốn tức là nó có ý. Thì dở chân lên, cái ý nó muốn đưa cái chân lên thì mấy con dở chân lên, cái ý nó muốn đưa chân tới thì mấy con đưa chân tới, cái ý nó muốn hạ chân xuống, hạ xuống, cái ý nó muốn rồi cái chân này cũng vậy. Đó mấy con lắng để nghe cái ý con, nó theo dõi từng cái hành động của nó.
ý nó muốn dở gốc lên thì nó dở lên, ý nó muốn đưa chung lên thì nó đi chưa đưa chung lên, không khéo thì mấy con lại nghiền cái thằng đầu, thì dở gốc lên tức là con nghiền, dở chung lên tức là mấy con nghiền, đưa chung tới tức là con nghiền đưa chung tới, mà không có con để từ ý niệm của nó. Ở đây có nhiều người làm thầy bảo như lý các ý, thì mấy con lại không hiểu, thì mấy con lại niệm theo ý, chứ không phải niệm cái hành động, chứ không phải cái ý cái như lý mà mấy con niệm. Cho nên nó khéo, con cứ không khéo thì mấy con trở thành niệm. Niệm ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, nó mới niệm được. Niệm dở gốc lên, niệm chưa chín tới là niệm hạ chân xuống, niệm hạ gốc, đó là niệm. Tại vì mình niệm mà. Cho nên vì vậy đó, mình đừng có niệm mà cái ý của mình nó muốn cái gì nè, nó muốn dở chân lên, dở gốc lên, nó muốn bị đưa dở chân lên, nó muốn đưa chân tới, nó muốn hạ chân xuống, nó muốn tức là nó muốn ta. Cho nên khéo léo cho mình thì những con sẽ thành công được, mà điều mà không khéo thì nó không thành công được. Cho nên phải khép mình trong một cái khuôn khổ, trong cái khuôn thật khép mình. Tại sao vậy? Phải khép mình trong khuôn khổ để giữ gìn. Thứ nhất là những con ăn ngàn bữa đều ăn khi thời, chết bỏ những định dưới lực của Phật. Cái thứ hai thì những con sẽ không có ngủ phi thời, nghĩa là buổi sáng con tu 7 giờ cho đến 10 giờ thì suốt cái thời gian đó không được ngủ, nghĩa là mấy con phải tập không làm được, làm cho thân mấy con không có ngủ, chứ không phải cần mấy con ngồi đó mà mấy con ngủ cả 5-10 phút đâu, mà chỉ cần gục sơn cái vậy là mấy con đã phi thời đó. Cho nên vì vậy trong cái thời gian tu tập thì không được ngủ phi thời ở trong giờ đó. Vậy mà cố gắng tập, mấy con đừng ngồi, ngồi nhiều là nguy hiểm cho mấy con. Bởi vì thầy thấy một số người đã theo thầy tu tập mà vì lười biếng mà ngồi nhiều. Ngồi thì thụng lưng như thế này, có người ngồi lại khòm như thế này, co cái cần cổ lại, giống như thầy đã viết trong cái bài Thân Hành Niệm mà thầy chê cái pháp ngồi, nó giống như là một con rắn mà cuốn lại. Nó quá xấu mấy con, quá tệ, đó là sai. Có người ngồi thì lại cúi cần cổ xuống dày, có người ngồi thì lại nghiêng qua như thế này. Tất cả những cái ngồi nó sẽ đi mấy con đi đến chỗ sai, mà nhìn thấy cái tướng ngồi sai là mấy con đã sai. Còn mấy con ngồi như thế nào mấy con thấy không? Cứ ngồi mấy con cứ nhúc nhích về hoài. Thân mà động thì tâm làm sao mà yên được. Mấy con nghĩ mấy con nhúc nhích là nó không buồn ngủ. Sự thật ra mấy con ngồi như vậy, thà là mấy con đi kinh hành đi. Cái làm biến mấy con ngồi cứ nhúc nhích động thân đó là cái bệnh. Cái bệnh sau này rồi mấy con ngồi nó yên lặng rồi, mấy con lọt ở trong không tưởng rồi, thì cái thân mấy con cứ nhúc nhích hoài. Đó là một cái sai mấy con. Đó là một cái sai. Cho nên tránh ngồi. Có thể nói rằng ngồi chừng một chút xíu thôi, rồi mình lo mình đi kinh hành. Trong cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn phải tập luyện đi kinh hành nhiều nhất. Mà phương pháp đi kinh hành là phương pháp thân hành niệm. Vậy mấy con hãy cố gắng mấy con, đừng có chểnh mảng. Bởi vì Phật Pháp đã có những cái phương pháp để dạy chúng ta làm chủ được sự sống chết. Còn muốn mà để trị bệnh, người nào có thân bệnh thì chúng ta phải tu ngay cái định niệm hơi thở. Tu ngay cái định niệm hơi thở, an trú trong cái định niệm hơi thở mấy con. Là các con sẽ tập hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tắt ý nữa. Mà nếu 5 hơi thở có niệm có vọng tưởng thì mấy con lại tắt ý 2 hơi thở. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra 1, hít vô thở ra 2. Không, mà bây giờ nó không có vọng tưởng thì bắt đầu từ đó mấy con tập từ 10 phút đến 15 20 phút cho đến 1 giờ. Đó, mấy con cứ tập để nhiếp tâm cho được. Mà khi mà nhiếp tâm khoảng độ 2 hơi thở tắt ý một lần, 2 hơi thở tắt ý một lần không có niệm, thì mấy con sẽ lần lượt mấy con tăng lên 3 hơi thở, rồi 4 hơi thở, rồi 5 hơi thở, cho đến khi mấy con tắt ý một lần mà ngồi suốt 30 phút không một vọng tưởng nào hết, thì đó là mấy con đã nhiếp tâm được 30 phút. Phải tập chứ, tập nó mới được, còn không tập thì mấy con không kết quả đâu.
phải tập. Còn mình ngồi cứ có vọng tưởng ra vô hoài, nó để mình ngồi riết nó hết, sự thật nó không hết. Phải tập làm chủ. Cái cách thức làm chủ tâm là làm chủ nhiếp tâm, là làm cho cái tâm không còn khởi niệm, chứ không phải ức chế tâm. Cho nên mình tác ý mà, mình còn tác ý mà. Hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi. Tức là cái ý thức chúng ta không có dừng. Chúng ta nó làm việc, nhưng nó không được tự do làm việc. Nó làm việc theo cái lệnh của chúng ta truyền. Chúng ta muốn nè, là nó phải biết hơi thở ra vô. Chúng ta nói hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết tôi. Đó là mình truyền lệnh cho nó, cái ý thức của mình làm việc nó. Cho nên vì vậy nó chỉ biết hơi thở ra vô thôi. Chứ còn nó tự nó khởi ra một cái niệm là sai. Mình không làm chủ được nó khởi ra. Cho nên mình ngồi lại vọng tưởng thì đó là mình theo cái người đời. Nó có niệm thì nó không phải là cái người tu. Còn người tu thì nhất định là không niệm, nhưng không ức chế. Còn trái lại chúng ta ức chế, chúng ta dùng như này, hít vô biết, hít vô thở ra mà làm thinh không tác ý, chỉ nương vào hơi thở, dùng hơi thở làm cho cái tâm của chúng ta, cái ý thức không khởi niệm, cái đó là bị ức chế hơi thở. Dùng hơi thở chế sai pháp, nó sẽ lọt trong không tưởng. Hoặc là chúng ta dùng câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tức là niệm để cho cái ý thức chúng ta không khởi vọng tưởng, thì chúng ta ức chế cái ý thức của chúng ta. Còn trái lại mình rõ ràng là mình điều khiển ý thức, điều khiển cái ý của mình. Cho nên mình nói hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra. Rồi mình hít vô thở ra hai hơi thở, rồi mình lại tắt ý. Tức là ý thức mình còn làm việc chứ chưa phải ngừng. Mấy con thấy phân biệt được cái chỗ này không khéo thì mấy con không hiểu, thì mấy con lại ức chế ý thức. Cho nên vì vậy đó mà mấy con vấn đề mà tu pháp thân hành niệm, coi chừng mấy con lại niệm, lại niệm cái thân hành của mình. Mà niệm thì mục đích nó sẽ ức chế ý thức của mấy con. Cho nên chúng ta không niệm, mà chúng ta thấy cái ý thức của chúng ta nó hướng. Bởi vì cái pháp thân hành niệm nó hơn một cái cấp bậc của cái hơi thở, cho nên nó không có tác ý rõ cái, nó không có như, nó không tác ý như cái hơi thở của chúng ta, như hơi thở. Thí dụ như bây giờ đó, mình mới đầu mình tu tập về cái hơi thở để mình nhiếp tâm trong hơi thở, thì mình tác ý ra, hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết thở ra, đó là mình còn thô, cho nên mình còn niệm cái câu đó, tức là cái ý mình còn nói ra cái câu đó, rồi bắt đầu hít vô thở ra làm thinh. Thì làm thinh nó cái ý của mình nó sẽ hướng vào cái hơi thở, nó hướng vào, tức là nó tác ý, nó tác ý ngầm ở trong đó, nó không nói ra nhưng mà nó vẫn biết hơi thở ra vô, đó là nó đã tác ý, nó tác ý. Mình trước tiên mình không có thể nào mình nhận ra được, nhưng mà sau khi này nữa mình nhận. Thí dụ như bây giờ hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra, đó là mình niệm cái câu đó, tức là cái ý của mình khởi ra, mình niệm cái câu đó ra, thì bắt đầu bây giờ hít vô thở ra không tác ý nữa. Nhưng mà cái ý của chúng ta nó sẽ hướng cái gì, cái hơi thở nó ngầm, nó tác ý ở trong đó. Nhưng mà mấy con nhận ra được cái chỗ này, nó khó là khó chỗ này mấy con. Mình nhận ra được rồi thì mấy con tu dễ dàng lắm, không có khó khăn, không có khó khăn. Hôm nay thầy dạy cho mấy con cách thức để mấy con rút tỉa, mấy con phải tu tập, rồi tu tập rồi mấy con mới có kinh nghiệm. Chứ mấy con không tu tập, thầy nói rồi mấy con cũng chẳng biết đâu. Tu tập rồi có sai mấy con mới trình lại thầy. Nếu mà con không tác ý, không có nói ra bằng miệng con, bằng lời nói thì làm như con dường như nó dễ quên hay như thế nào đó. Nó có nhiều cái kinh nghiệm tu đó, mấy con sẽ trình lại thầy, thầy sẽ hướng dẫn lại mấy con, mấy con sẽ tu tập chín chắn hơn. Nói không? Mà khi mà nhiếp tâm được rồi thì mấy con sẽ an trú được rồi. Mà an trú được đúng là mấy con im lặng mà nó dẫn cái ý của mấy con, nó làm việc trong đó rất cụ thể rõ ràng. Cho nên cái thân của con, mấy con đau cái chỗ nào, nhức cái đầu đi, cái ý của mấy con nó hướng ngay cái chỗ nhất, nó bảo đi, tức là nó bảo cái bệnh đi, thì ngay đó mấy con chỉ hít mấy hơi thở đó, thì nó đã đi mất, là nó không có đau. Còn bây giờ mấy con thấy mình cũng nhức cái đầu nè, mà mình không có, mình cái tâm, cái ý của mình nó không có hướng ngay cái chỗ đau để nó đuổi đi đó, mà mình cứ mình đọc bảo thọ là vô thường, cái bệnh này phải đi đi, an tịnh thân hành này phải an ổn đi, mình nói như vậy nhưng mà sự thật là nó không đi. Còn trái lại cái ý của mình hướng ngay cái chỗ đau thì ngầm của nó là nó đẩy lui cái bệnh ra. Cái ý thức nó mạnh lắm, cái ý thức của chúng ta nó mạnh lắm. Cho nên mấy con tập rồi mà quen rồi, mấy con hỏi kỹ thầy, rồi thầy hướng dẫn từng chút, biết cách rồi bắt đầu mấy con đẩy lui bệnh rất dễ. Cho nên có nhiều người nghe thầy nói họ tu tập đúng cái họ đẩy lui bệnh. Còn có nhiều người mà nghe thầy nói họ tập trật, họ đuổi bệnh không được. Chứ không phải là cái pháp không đuổi bệnh được, nhưng mà tại cái người đó tập sai, tập sai nên đuổi không được, con hiểu không? Mà tập đúng đuổi bệnh được, khỏe quá,
không có gì hết, đau chỗ nào đó đuổi chỗ nấy, đi mất hết, không có đau. Do đó là mình tập đúng pháp. Cho nên khi mà thấy mà đuổi bệnh mà không đi được thì mấy con cứ về hỏi thầy, mới kiểm tra lại coi cách thức của mấy con đuổi cách kiểu nào đúng hay sai đây. Mà khi mà biết sai thì hướng dẫn chỉ lại thì mấy con sẽ đuổi được bệnh. Mà mình đuổi được thì mình đâu có tốn tiền thang thuốc gì mấy con, rất khỏe. Đời sống mình không bệnh thì dễ gì mà chết, phải không? Sợ nó có bệnh nó mới chết, chứ còn không bệnh mà làm gì sẽ chết. Mà đời sống thầy nói con người ta không đau nó làm giàu cách mấy, có đúng câu tục ngữ người ta nói không? Nghĩa là người ta mà không đau người ta sẽ làm giàu. Tại vì đau mà nghèo mấy con, đau mà người ta bán đất bán của cải hết để mà đi trị bệnh, có phải không mấy con? Cho nên vì vậy mà mình tu tập, mình làm chủ được cái bệnh của mình rồi, thân này có bệnh đuổi đi được rồi, thì kể như mà mình làm giàu đó, đâu có tốn tiền thang thuốc đâu, không giàu. Ăn ngày có một bữa còn bao nhiêu để đóng đóng đó, tiền bạc để đóng đóng, phải không mấy con? Nó làm giàu. Người ta nói ăn được ngủ được là tiên, mà ăn không được ngủ không được là tiền mất đi. Có phải bà con xưa của mình người ta nói đúng không? Ăn không được ngủ không được thì rõ ràng là bệnh mới ăn được ngủ không được chứ sao. Còn mình ăn được ngủ được tức là tiên rồi chứ, cái đó là sướng quá rồi còn gì. Mà giờ nó không đau mới ăn được ngủ được, mấy con đau bệnh mới có ăn được, đâu có ăn được, hôi miệng quá ăn được, nghe bữa nghe đem cơm đến là nghe ớn rồi, có ai không ăn không được, tức là bệnh. Cho nên ở đây thầy nói thật sự mà mình làm chủ được bệnh đó, thì mình thấy nó rất là khỏe rồi, không còn lo nữa. Là tiên ở dưới, ở trên trời rồi chứ đâu còn ở dưới đất này nữa, phải không nội? Cái mình làm chủ được bệnh nó là tiên rồi, nó chưa thành Phật thôi chứ nó là tiên rồi, nó sung sướng rồi. Mà sau khi mình làm chủ được cái muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đó là mình làm Phật rồi. Mà muốn làm chủ được vậy thì ngồi tâm nó bất động, nó yên phăng phát, nó lặng lẽ, nó thanh thản, an lạc vô cùng, ngồi đâu nó yên phăng phát đó, đó là Phật. Cho nên gì nó còn lâu, còn bây giờ mấy con cũng còn nghĩ cái này nghĩ kia, nhưng mà có